Chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh với màu đỏ để chúng ta có thể cập nhật những video mới nhất mà em về theo năm tháng. Hôm nay mới nhất là ngày 22 tháng 7 năm 2019. Thì em xin được trân trọng giới thiệu cho các bác một mẫu sản phẩm mà bên em mới nhập về. Trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất năm 2014, tư nhân chính chủ về Hà Nội. Hiện tại chiếc xe này là mang ngoại thất là màu xanh bộ đội, xanh rêu. Với cái chiếc xe này thì vào những năm 2014 thì chủ nhân họ mua, họ đòi hỏi hãng là cái màu này. Do không có xe để cung ứng thì bác chủ bác đã đặt một chiếc xe cái màu này là màu xanh rêu mọi người nhé, màu bộ đội đó. Thì được sơn tại hãng mọi người nhé, có nghĩa là được đổi màu tặng hãng, giấy tờ an ninh pháp lý là đảm bảo cho mọi người 100%. Một chiếc xe gầm cao 7 chỗ Fortuner máy xăng số tự động, động cơ 2.7V. Mức tiêu hao nhiên liệu nó rơi vào khoảng 12 cho đến 13 lít mọi người nhé. Nhưng mà cái màu xanh này nó rất đẹp mọi người ạ. Nhìn xe nó khỏe và nó có một cái chất gì đó rất là bộ đội và chiến binh. Thì xin giới thiệu lại với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất năm 2014, tư nhân chính chủ của Hà Nội, màu xanh rêu. Thì bây giờ như thường lệ em sẽ đi một vòng quanh xe giới thiệu cho mọi người cùng xem về chiếc xe này. Các bác nếu cảm thấy hay và thích thì có thể để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh mọi người nhé. Hoặc là chúng ta có thể chia sẻ để cho tất cả anh em bạn bè của các bác cùng được nắm bắt về chiếc xe này của em. Về giá bán thì một lần nữa mong các bác là chịu khó đọc giúp em một phần mô tả và phần bình luận mọi người nhé. Em không tiện báo giá trực tiếp trên video, nên là do vậy các bác chịu khó vút xuống cái phần bình luận giúp em, bởi vì em ghi một cái phần bình luận em báo giá ở đó. Xe em bán ra thì cam kết cho các bác là không đâm đụng và không ngập nước. Chiếc xe màu xanh rêu rất đẹp đúng không mọi người? Chiếc xe này đi ngoài đường thì rất là tuyệt vời luôn ạ. Nước sơn da nắng thì rất đẹp. Đây, phần đầu xe này giới thiệu mọi người xem này. Đèn pha. Đèn pha là còn rất sáng, đèn pha halogen với bi cầu lồi projector đây mọi người nhé, mặt ca lăng này. Xe rất mới luôn. Đây, ba đờ sốc này, đèn gầm này. Xe được lắp thêm đèn cảnh sát đây. Tư nhân chính chủ về Hà Nội mọi người nhé. La răng chì này, la răng màu chì. Lốp đây, lốp còn rất đẹp mọi người nhé, lốp còn đi thoải mái vô tư luôn. Đăng kiểm về phí đường bộ còn đến tháng 8 năm 2020. Đó. Gương này. Đây các bác xem này, xe rất đẹp luôn, không lên xuống đấy nhé. Chiếc xe này màu phải nói là đẹp lắm mọi người ạ. Đây, về phần đuôi xe cho mọi người xem nhé. Đèn hậu này. Mọi người nhìn kỹ màu sơn nhưng mà là màu xanh rêu, màu xanh bộ đội đó. Đó, phiên bản 2.7V mọi người nhé. Lốp sơ cua này, gầm này. Mở cốp cho mọi người xem nhé. Bác đợi em xíu, em chốt khóa đã. Xe được trang bị ngoại thất, nội thất là màu đen. Nội thất màu đen. Hàng ghế thứ ba này. Keo chỉ với lại cột kèo, máy móc làm cam kết cho các bác nhé. Do vậy là các bác là hoàn toàn yên tâm.
chúng ta chỉ bàn về giá thôi chứ không bàn về chất lượng xe này nữa. Bởi vì những cái con xe em bán ra trên thị trường là cam kết cho các bác là 100% là không tai nạn. Đó. Hàng ghế thứ ba này. Trần phào này. Rất đẹp đúng không mọi người? Tắp ly cửa phụ này. Rất mới. Thắt đây. Phiên bản số tự động 2 cầu mọi người nhé. Số tự động 2 cầu. Tắp ly cửa sau này. Hàng ghế thứ hai này. Ghế da rất đẹp. Ghế da còn rất mới luôn, rất đẹp luôn. Rất là căng mọi người nhé. Fortuner 2.7V, máy xăng. Số tự động 2 cầu, sản xuất năm 2014. Tắp ly cửa lái này. Xe rất đẹp mọi người ạ. Rất là giữ gìn luôn. Em đi vào nội thất cho mọi người xem nhé. À, xe được trang bị là ghế chỉnh điện mọi người nhé. Đây, ghế chỉnh điện này. Đó, ghế chỉnh điện. Vô lăng 4 chấu. Vâng, vô lăng 4 chấu, bọc da và ốp giả gỗ. Hiện tại chiếc xe này chạy 7 vạn 7 mọi người nhé. Xe chạy 7 vạn 7. Tắp lô này. Nội thất khá là đẹp. Ghế này các bác thấy không? Ghế còn rất căng luôn. Đó, điều hòa tự động. Cảm biến lùi, USB, tẩu sạc, cài cầu cơ. Đó. Hộp số tự động này. Đây, vô lăng này. Rất đẹp đúng không mọi người? Đó. Thì một lần nữa xin giới thiệu với mọi người, trước mắt chúng ta đây là chiếc Toyota Fortuner phiên bản 2.7V máy xăng số tự động, sản xuất năm 2014, tư nhân chính chủ về Hà Nội. Đăng kiểm với phí đường bộ còn đến tháng 8 năm 2020. Về giá bán thì các bác vui lòng đọc ở dưới phần bình luận và phần mô tả giúp em nhé. Các bác thấy hay thì đừng tiếc để lại cho em xin được một lượt đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.